Câu chuyện về cậu bé mù và bài học về thói quen dựa dẫm, ỷ lại của người trẻ. Đừng dựa dẫm quá nhiều vào ai trên thế gian này, bởi thậm chí, ngay cả cái bóng của chính bạn cũng sẽ rời bỏ bạn khi bạn rơi vào bóng tối. Đời sống là phải có sự nương tựa qua lại, vì bản chất của mọi sự vật trên thế gian này vốn không thể tồn tại một cách riêng biệt. Trong những bước đầu bỡ ngỡ hoặc khi gặp những nghịch cảnh lớn lao mà bản thân ta lại không đủ sức để chống chọi, thì sự hỗ trợ hết lòng và hợp lý của những đối tượng xung quanh luôn là nhu cầu rất thiết yếu. Nó sẽ tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho ta ổn định và đi tới phía trước. Nhưng nếu cảm xúc tốt từ sự nương tựa ấy cứ lặp đi lặp lại mãi nhiều lần, thì nó sẽ hình thành trong ta thói quen khiến cho ta không thể nào buông bỏ được, hoặc ta cũng không hề có ý thức buông bỏ nó. Khi này, bản thân con người đã rơi vào trạng thái nghiện cảm xúc. Thiếu cảm xúc ấy, ta luôn thấy chơi vơi và bất an. Tình trạng này chính là sự dựa dẫm. Có một cậu bé mù đến nhà một người bạn chơi. Do mải mê trò chuyện nên cậu bé không hay trời đã tối. Người bạn liền thúc giục cậu bé hãy mau ra về và đưa cho cậu bé một cây đèn. Cậu bé tức cười hỏi: "Anh đưa cây đèn cho một kẻ mù như tôi để làm gì?" Người bạn của anh ta liền giải thích: "Anh cầm cây đèn này, người ta thấy anh thì họ sẽ tránh." Nghe có vẻ có lý, cậu bé vui vẻ cầm cây đèn ra về. Cậu bé mạnh dạn lao thẳng về phía trước vì tin chắc rằng hôm nay ai cũng sẽ tránh mình. Nhưng chẳng bao lâu, có một người đâm sầm vào cậu và cả hai đều ngã nhào. Vừa đau vừa tức, cậu bé hét lên: "Bộ mày mù hay sao mà không thấy cây đèn của tao vậy?" Người kia ôm bụng cười ngất: "Cây đèn của anh đã tắt từ lâu lắm rồi anh mù ơi." Tự thân cậu bé mù có thể đi đường vào ban đêm cũng như ban ngày bằng kỹ năng đặc biệt mà cậu từng luyện tập. Nhưng từ khi được trao cho cây đèn, thay vì phối hợp cả hai thì cậu bé lại dựa hẳn vào cây đèn mà bỏ qua tài năng dò đường khéo léo của mình. Không thấy được chân tướng của cây đèn, không hề biết nó còn dầu hay ít, hoặc có thể sẽ bị gió thổi tắt bất cứ lúc nào. Vậy mà cậu bé cứ tin tưởng rằng nó một cách tuyệt đối. Đến khi ngã một cú đau điếng rồi mà cậu bé vẫn chưa hay cây đèn đã tắt, lại còn đổ thừa cho kẻ khác. Ôi, thật tội nghiệp. Bản thân con người ta cũng có thể tìm thấy giá trị hạnh phúc bằng chính những kỹ năng đã được rèn luyện của chính mình. Vì hạnh phúc chân thật vốn là sự bình yên và vững chãi trong tâm hồn. Nhưng từ khi cuộc đời ta tạo ra quá nhiều cây đèn tiện nghi vật chất và tinh thần, ta đã mê mẩn và bám chặt vào chúng. Ta dành hết thời gian, năng lực để sắm sửa và nâng niu chúng. Ta tức giận hay thù nghịch nhau cũng vì chúng. Ta loanh quanh hết cả kiếp người cũng vì chúng. Ta để cho những thứ phương tiện tạm thời ấy biến thành mục đích cao cả của cả cuộc đời, của cuộc sống của ta, mà quên mất bản chất của những cây đèn ấy luôn bị chi phối bởi hoàn cảnh. Như ta vẫn thường thấy, tiền bạc rồi sẽ có lúc đầy lúc vơi, danh dự thì cũng có lúc vinh lúc nhục, sắc dục thì cũng có lúc hấp dẫn, có lúc thì chán chường. Khi đánh mất hay không còn yêu thích vào những thứ cảm xúc ấy nữa, ta mới thấy nương tựa nơi chính mình là an toàn nhất. Tiếc thay, những phẩm chất quý giá trong tâm hồn ta khi ấy có thể đã bị chai cứng trong quá trình ta nạp vào những cảm xúc hưng phấn từ phía bên ngoài. Tuy chúng có thể hồi sinh, nhưng ta phải tìm đúng cách và quá trình khơi dậy rất gian nan. Đó là cái giá mà khó ai có thể ngờ tới được. Cũng như khi ta vấp phải cục đá thì não bộ sẽ tiết ra chất endorphin để hóa giải bớt cảm giác đau đớn, hoặc khi ta suy nghĩ đến mức quá căng thẳng thì não bộ sẽ tiết ra serotonin để làm êm dịu thần kinh. Bản thân ta có khả năng tự chữa trị rất cao. Dựa vào cấu trúc này, ngành y dược đã chế ra những loại thuốc chống trầm cảm như Prozac, Paxil để hóa giải bớt những cảm xúc xấu mà bản thân ta ngay lúc ấy không thể chữa trị được. Nhưng điều nguy hại là các loại thuốc kích thích đó sẽ làm rối loạn các chu kỳ sinh học của cơ thể, tiêu diệt tất cả các tế bào thần kinh và có thể làm hỏng luôn cả não bộ nhớ. Tai hại hơn nữa là sau một thời gian dùng thuốc, cơ thể thích nghi của não bộ sẽ ra lệnh cho cơ thể giảm hoặc ngưng hẳn tiến trình sản xuất endorphin và serotonin tự nhiên. Khi hàm lượng kích thích bất ngờ giảm xuống, nó sẽ tạo ra một cảm giác cực kỳ khó chịu và bức ép ta phải nạp thêm một lượng cần thiết. Tình trạng nghiện ngập đã bắt đầu xảy ra. Chính vì lẽ đó, các cơ quan quản lý dược phẩm như FDA của Mỹ đã ra lệnh cấm sử dụng những loại thuốc này hoặc chỉ được dùng trong những trường hợp đặc biệt dưới sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Những kẻ lợi dụng các loại thuốc heroin, morphine hay cocaine có cấu trúc tương tự như hai nội tiết tố trên có thể thăng hoa cảm xúc lên tới tuyệt đỉnh. Nhưng chỉ sau vài lần dùng thuốc, họ đã trở thành những con nghiện thuốc đến điên cuồng và mất hết nhân tính. Thật khó mà tin vào được linh dược cũng có thể biến thành độc dược. Vậy nên,
Tuy ta không bao giờ tách ly tuyệt đối với sự yểm trợ và giúp đỡ của cha mẹ, người thân hoặc các điều kiện bên ngoài, nhưng chúng ta phải luôn hiểu rõ trách nhiệm lái con thuyền đời mình là ở chính đôi bàn tay ta, không phải ở bàn tay người khác.